Xin chào các bạn, hôm nay thì Phượng sẽ nấu món bao tử xào cải chua. Thì hôm nay thì Phượng sẽ nấu bằng bao tử cá ba sa. Còn các bạn muốn nấu bằng bao tử heo hay là bao tử của con thì cũng được ha. Thì mình có những nguyên liệu như sau. Đầu tiên là dưa chua. Dưa chua thì mình đã vắt sạch nước và rửa qua rồi để cho nó bớt mặn. Còn bao tử thì mình đã rửa qua nước muối cho thật sạch. Hành lá thì mình thái khúc như thế này, và hành khô thì mình đã băm nhuyễn như này. Bây giờ thì mình sẽ ướp bao tử nha. Đầu tiên đó chính là ướp bao tử. Ướp bao tử thì mình sẽ cho một ít hạt tiêu, 1/2 cái tỏ hành băm hồi nãy mình đã băm nha, 1/2, và 1 muỗng hạt nêm, muỗng nhỏ xíu như vậy nha. Ok, mình ướp cái này trong khoảng 5 phút. Và công đoạn tiếp theo thì mình sẽ xào. Sau đó thì Phượng sẽ cho một ít dầu ăn và cho hành vào. Cái 1/2 hành hồi nãy mình sẽ tới đều. Khi nào thơm thì mình sẽ bỏ bao tử vô. Mình xào cho khi nào bao tử bắt đầu cong lên và chuyển màu thì mình dừng. Okay. Xào khi nào mà nó teo lại và cứng này được rồi nhá, thì mình sẽ cho dưa chua vô. Cho dưa vào rồi thì mình sẽ đảo cái hỗn hợp này khoảng 5 phút nữa nha. Và sau đây mình sẽ nêm gia vị. Gia vị thì mình sẽ cho một muỗng hạt nêm. Một ngọt. Ok, được rồi. Đào trong vòng 5 phút nha. Ok, vậy là chín rồi. Bây giờ bước cuối cùng á, mình sẽ cho hành vô. Một lát cho ra đĩa thì mình sẽ cho thêm hạt cơ bắp vô nha.